cảm giác chị đang ở vùng trời của Latin này. Đã chắc họ Trung Quốc, hiện tại tôi có bình chỉ lý. Chuẩn. 12, 15, 25. Thì anh đang cần check lại một đáp án. Xin chào các bạn, đây là Uni vs Uni. Và trong tập này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai ngôi trường đại học rất mạnh về ngôn ngữ, ngoại ngữ. Chúng ta hãy cùng chào đón Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, ULIS. Đại học Hà Nội, Hanu. Chào tất cả mọi người, em tên là Phương Anh thì em có đang là thành viên của câu lạc bộ nhảy CMVA Crew và em có đạt học bổng 100% của trường Đại học Trùng Khánh, Đại học Trung Quốc. Và thêm một thông tin nữa, đó là bạn ý là người đang theo học cùng một lúc ba trường đại học là Đại học Ngoại thương, Đại học ULIS, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Trùng Khánh. Oh my goodness. Chào mọi người, mình là anh Tú, đến GPA 3.7x Trung học. Bạn Tú trước đây là bạn ấy cũng học cùng trường cấp 3 với em, là một thành viên trong câu lạc bộ Olympia Sóc Sơn mà em thành lập. Olympia. Olympia là giống gì? Sóc Sơn là không chỉ có sân bay Nội Bài, không chỉ có Hà Việt Hoàng. Hôm nay có thêm Tú nữa nhá. Xin chào mọi người, mình là Trang. Tên TikTok của mình là Dara Uchiyo. Mình chia sẻ về học ngoại ngữ. Mình có đỗ học bổng trao đổi Erasmus nửa năm. Mình được học bổng khuyến khích học tập của Hanu trong 6 kỳ. 3 năm. Dạ. Wow, thế bác xin chào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Chí Thành. Gần đây em dẫn TEDx VNUIS. Và em cũng là một fan của chị Khánh Vy nha cả nhà. Yêu chị Khánh Vy dã man luôn ý. Em cũng được vinh dự là tính đến nay là được 9 kỳ học bổng khuyến khích tại Bách Khoa. Wow. Nhưng mà được khuyến khích một tràng pháo tay thôi. Hay mọi người trổ tài một chút ngoại ngữ của mình đi nhờ. Ta chào hỏi Trung Quốc, hiện tại tôi có bình chỉ lính. Tôi rất thích bình chỉ lính. Tôi không có bình chỉ lính, nhưng tôi rất thích bình chỉ lính. And calmingness. I could be calming at any situation, especially some kind of unexpected situation, especially on the stages. I wouldn't say that I speak perfect Spanish or something like that, but I can speak a little bit. Hola, hola. Soy Arara y ahora estoy en este salón con muchas personas especiales como yo y también puedo hablar un poquito de italiano. Italiano. Bởi vì em học ngoại ngữ 2 tiếng Ý đã hẳn. Em nói mà chỉ cảm giác chị đang ở vùng trời của Latin này, một cái điệu nhảy nào đấy. Vậy thì các bạn hãy nói một điểm mạnh của trường mình được không ạ? Ở ULIS thì không lo kiểu deadline. Và các bạn cũng sẽ có khả năng để mà chạy được cái deadline dưới áp lực rất là lớn. Giảng viên rất là giỏi. Cái em thấy ở Hanu rất là mạnh là cái sự đa dạng. Creative, năng động, colorful. Mỗi trường đều có một thế mạnh và điểm mạnh riêng. Kiến thức là vô hạn và hiểu biết là hữu hạn. Điều quan trọng đó là chúng ta học hỏi lẫn nhau và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Cho nên là... Yeah. Yeah. Vì em rất thích tiếng Anh nên em chọn xã hội. Hương à, e phải mày chăng là cái tên đầu tiên của tác phẩm nào? Ulis. Chính xác. Ôi giỏi giỏi giỏi. Điểm Nemo, điểm nằm trên đại dương mà cách xa với đất liền nhất nằm trên đại dương nào? Đại dương. Chưa chính xác. Địa Trung Hải. Chưa chính xác. Bắc Bình Dương. Chưa chính xác. Thái Bình Dương. Chính xác. Thì nó là một cái điểm được gọi là cực bất khả tiếp cận. Tức là nó cách xa đất liền ở tất cả các hướng. Ở nhiều thời điểm thì cái người mà ở gần cái điểm Nemo nhất không phải là người trên trái đất, mà là các phi hành gia ở trên trạm ISS đang bay ở trên quỹ đạo trái đất. Nó nằm ở phía nam Thái Bình Dương thì phải. Montague và Capulet là hai dòng họ xuất hiện trong vở kịch nào của William Shakespeare? Đúng rồi, chính xác. Việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 bắt nguồn từ sự kiện công nhân đình công tại quốc gia nào? Anh. Chưa chính xác. Được. Chưa chính xác. Mỹ. Chính xác. Đây là một sự kiện diễn ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Và nó là một cuộc đình công có quy mô rất là lớn của công nhân ở Mỹ. Và chính từ cái cuộc đình công này mà nó đã sinh ra một cái luật. Đấy là luật lao động 8 giờ. Người lao động sẽ làm không quá 8 giờ trong một ngày. Và đấy chính là cái sự kiện mà khai sinh ra Ngày Quốc tế Lao động và được kỷ niệm đến bây giờ. Ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất Việt Nam tính từ mực nước biển? Phan Xích Long. Đúng ạ, chính xác. Wow. Vương quốc Anh gồm 4 đất nước nào? Trời ơi. Sự Wales, Scotland, Northern Ireland, Bắc Ireland với cả England. Thôi được điểm đi em. Theo Nguyễn Tuân, dòng sông nào chính là nguyên tắc trong câu? Sông Đạp. Đúng ạ. Cái gì nhỉ má? Nguyễn Tuân rất hay được gắn liền với sông Đà. Trời ơi. Thể thao tiếng Anh. Thể thao tiếng Anh nhá. What was the first
What was the first country to give women the right to vote? America. Chưa chính xác. United Kingdom. Chưa chính xác. France. Chưa chính xác. Việt Nam. Chưa chính xác. Canada. Chưa chính xác. Russia. Chưa chính xác. First country to give women the right to vote. New Zealand. Đúng ạ. New Zealand là quốc gia đầu tiên cho phép phụ nữ tham gia vào bầu cử. Và nó diễn ra vào kỳ bầu cử năm 1893. Quốc gia đầu tiên trên thế giới. Còn tất nhiên hiện tại ngày nay thì đa số các quốc gia đều đã có quyền bình đẳng giới rồi và tất cả phụ nữ đều có thể tham gia bầu cử được. What movie is the first non-English film to win the Oscar for Best Picture? Parasite. Chính xác! Yay! Correct! Spell the word. Rhapsody. R-H-A-P-S-O-D-Y. Trời ơi, một điểm dành cho em. Quá tự hào luôn. What does the acronym UNICEF stand for? Quá 3 giây rồi. United Nations UNICEF United Nations is not International Children Erection Fundings. United Nations International Children. United Nations International Children Emergency Fund. Yo! In 5 seconds, tell me 3 synonyms of nervous. Worry. Anxious. Concerned. Yo! Guess the country by emoji. Portuguese. The country. Portugal. Đúng ạ. Trong bức tranh dân gian Đông Hồ, em bé ôm gà. Đó là bé trai hay bé gái? Bé trai. Đúng ạ. Chúng ta sẽ đến với phần khoa học tự nhiên. Ở đây có ai tự tin về khoa học tự nhiên? Em à, em học chuyên gì? Em học chuyên văn ạ. Số 30 có bao nhiêu ước số nguyên dương? 5. Chưa chính xác. Chưa chính xác. 8. Đúng ạ. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Hydrazin, hợp chất thường được sử dụng như là một thành phần trong nhiên liệu tên lửa, có thành phần gồm hai nguyên tố hóa học nào? Hydro và Hydro và kẽm. Chưa chính xác. Hydro oxy. Chưa chính xác. Hydro nitơ. Chính xác. Như ở trong câu hỏi nói thôi, nó là một hợp chất thường được sử dụng là một thành phần của tên lửa, động cơ tên lửa. Và cái công thức hóa học của nó là N2H4. Những loài kiến sau lần lượt mang giới tính gì? Kiến chúa, kiến thô, kiến linh. Kiến chúa là cái. Còn lại là đực. Chưa chính xác. Kiến chúa là giống cái, kiến thợ là giống đực, kiến lính là giống cái. Chưa chính xác. Kiến chúa là giống cái, kiến thợ là giống đực, kiến lính là cái. Kiến chúa là giống cái, kiến thợ giống cái, kiến lính giống đực. Chưa chính xác. Kiến chúa giống cái, hai cái còn lại giống đực. Chưa chính xác. Kiến chúa giống cái, hai cái còn lại lưỡng tính. Chưa chính xác. Kiến chúa giống cái, kiến thợ lưỡng tính, kiến cuối cùng giống đực. Chưa chính xác. Đực đực đực. Chưa chính xác. Cái. Đúng ạ. Tính tích của 5 số nguyên tố đầu tiên. Em có 3 giây. Một trăm hai mươi. Chưa chính xác. 110. Chưa chính xác. 8135. Chưa chính xác. 2310. 2310. Chính xác. Bập bênh là một ví dụ của máy cơ đơn giản nào? 37. Kể tên 4 dạng vật chất thường gặp. Rắn, lỏng, khí, plasma. Cho một tay cái mọi người, một tay tinh thần cái. Vòng 2 đấu giá, các đội sẽ lần lượt cược cái số lượng mà mình có thể liệt kê cho tới khi không thể cược được nữa và nhường cái đội đấy ra liệt kê. Cái đội nào liệt kê thì nếu như mà liệt kê chỉ sai một cái thôi á là vẫn đã bị trừ điểm hết rồi. Cho nên chúng ta phải chắc chắn sẽ liệt kê những cái gì chúng ta chắc chắn trước. Nếu như mà mình trả lời được thì cộng 3 điểm, còn trả lời sai là trừ 1 điểm. Ngoài ra còn có một cái là all in. Trước khi đưa ra câu hỏi mà các em chọn all in thì trả lời đúng là em được cộng 5 điểm.
trả lời sao các em bị trừ 3 điểm. Các bạn hãy kể tên các nhà thơ trong phong trào thơ mới. Yes, ok. 3 5 Nhường. Nhường. 5 nhà thơ trong phong trào thơ mới. Bắt đầu. Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ. Mà gì mà ông bị hụi đấy. Ông bị bệnh hụi. Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ. Ta lên tên Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Hồ Xuân Hương và chồng Hồ Xuân Hương là ai nhỉ? À đâu, không phải Hồ Xuân Hương, Xuân Quỳnh. Sống, sống của ai? Xuân Quỳnh. Y Phương. Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Quỳnh, Y Phương đúng không? Dạ. Ok. Các em chỉ cần lướt lại cái chương trình văn học trung phổ thông là các em có thể tìm được rất là nhiều nhà thơ mới. Ví dụ như là Hàn Mặc Tử, như là Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn, Tế Hanh, Nguyễn Bính vân vân. Đó. Thì đa số là những nhà thơ mà họ có những cái sáng tác trong khoảng kéo dài trong khoảng từ nửa đầu thế kỷ 20 cho đến khoảng nửa sau thế kỷ 20. Còn Y Phương và Xuân Quỳnh là hai nhà thơ có những tác phẩm khoảng tầm những năm 60, 70 trở về sau. Và khoảng thời gian đó thì không phải là dân thơ mới nữa. Các bạn hãy liệt kê các thủ đô kèm tên quốc gia. 7 8 9 10 12 12 15 17 19 19 25. Ôi, nhường. Dâu. Ok, Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam. Viên Chăn, Lào. Phnom Penh, Campuchia. Bangkok, Thái Lan. Banda Seri Begawan của Brunei. Naypyitaw, Myanmar. Dili, Đông Timor. Singapore. Kuala Lumpur của Malaysia. Jakarta là của Indonesia. Manila là của Philippines. Kinh Bình Nhưỡng, Triều Tiên. 14 là Seoul, Hàn Quốc. Doha là của Qatar. New Delhi là của Ấn Độ. Moscow là Nga. Paris, Pháp. London, Anh. Berlin của Đức. Bruxelles, Bỉ. 22 là Viên, Áo. Vatican là của thủ đô của Vatican luôn. 24 là Washington DC của Mỹ. 25 là Brasilia của Brazil. Em có thể kể hơn nữa. Ví dụ như là Havana của Cuba. Kyiv của Ukraine. Amsterdam của Hà Lan. Sofia của Bulgaria. Anh phải khâm phục cái câu trả lời của em về Banda Seri Begawan. Đấy là một trong những cái thủ đô có tên dài nhất thế giới. Thì trong số 25 đáp án của em thì anh đang cần check lại một đáp án. Còn 24 đáp án còn lại thì nó hoàn toàn chính xác. Và nó có nghĩa là em đang check lại đáp án về thủ đô của Vatican. Theo những tài liệu mà em được đọc và em nhớ đến bây giờ thì nó chưa được công nhận là một quốc gia, nó chỉ coi là một thành quốc. Những cái tài liệu như là Britannica, em đang sử dụng cái tài liệu trên Britannica vì nó là tài liệu kho tàng thư. Thì nó nói là Vatican City is the world's smallest fully independent nation state. Ở trong tiếng Anh nó có một cái sự phân biệt rõ ràng giữa state và country. Nhưng ở trong tiếng Việt thì chúng ta từ trước đến giờ vẫn công nhận là Vatican nó là một quốc gia. Và vì đây là một câu hỏi tiếng Việt, thế chúng ta sẽ dựa trên đáp án và dựa trên cái chương trình tiếng Việt. Thì em nghĩ là nhưng mà anh nghĩ là sau buổi ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ có một kiến thức thú vị hơn về Vatican. Như nào, có Olin không? Có. Okay. Liệt kê các tỉnh thành ven biển ở Việt Nam chúng ta. 7 9 10 11 11 tỉnh thành ven biển Việt Nam. Bắt đầu. Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Cà Mau, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Nha Trang, Đà Nẵng và Thái Bình. Cho em chốt một cái cuối, em không dùng Thái Bình, em dùng Hà Nam. Thôi chị ơi, em lại đổi lại thành Thái Bình. Ok rồi, em chốt ạ. Đã trả lời Hải Phòng ngay từ đầu nhưng mà xong em lại phân vân Đà Nẵng. Thực ra Hải Phòng với Đà Nẵng thì đều là thành phố trực thuộc trung ương cả.
Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Cà Mau, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, 10 tỉnh thành này đều giáp biển. Đáp án cuối cùng em phân vân giữa Thái Bình và Hà Nam. Thì một đúng là một trong hai tỉnh thành này không giáp biển. Nên đáp án của em là đáp án chính xác. Thái Bình giáp biển. Rồi. Cộng thêm 5 điểm, xuất sắc. Yo, và chúng ta đã hoàn thành xong những phần thi và tỷ số bây giờ là 17-10. Melissa Tim chiến thắng. Chúc mừng. Hôm nay em rất là vui mừng, tất cả đều xin khổ lắm. Có nghĩa là hôm nay em cảm thấy rất là vui và mọi người vất cũng vất vả rồi ạ. Xin chào. Estoy muy contenta de estar aquí con nosotros y espero que tengamos más oportunidades para queramos y para quedar y para hablar en el futuro. Đây, câu này có nghĩa là em rất là vui được ở đây với mọi người và em mong là có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò với mọi người nhiều hơn trong tương lai. Okay, it's supposed to be one of the most memorable like moments for me to be here and cooperate with this beautiful girl and with these talent guys, and I hope that in future we will have great opportunities to meet each other and have some kind of project to cooperate together. Yay! Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng rằng chúng ta đã học được rất nhiều thứ trong tập này. Cảm ơn Alice, cảm ơn Hanu. Hãy đăng ký.